Sáng 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Duy Tân, sinh năm 1987, ngụ xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào chiều 2 tháng 1, Tân điều khiển xe máy đến tiệm vàng Kim Trang ở xã Tân Lý Đông. Lúc này trong tiệm có khách nên Tân đứng trước quầy quan sát. Khách vừa rời khỏi tiệm, Tân giả vờ vào hỏi mua dây chuyền. Khi chủ tiệm đưa sợi dây chuyền một lượng vàng 24K trị giá khoảng 50 triệu đồng cho Tân xem thì đối tượng này cầm lấy rồi bỏ chạy. Chủ tiệm hô hoán và cùng người dân xung quanh truy đuổi bắt giữ Tân cùng tang vật rồi giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận do mê game dẫn đến thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản, và tiệm vàng Kim Trang là nơi mà đối tượng này chọn để gây án.